xin trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung nhìn từ câu chuyện bác sĩ hư cấu tên khoa, nguồn tin từ tác giả Phạm Minh Vũ. Sau đây là nội dung chi tiết. Như vậy, bệnh viện trợ giấy đã xác nhận câu chuyện bác sĩ tên khoa là hư cấu không có thật. Câu chuyện đã lấy đi bao nước mắt của nhiều người thậm chí buộc nhiều người phải cúi đầu xuống để cảm tạ. Thậm chí có người mang nợ vì hành động rút ống thở của mẹ cho người khác để rồi chết cả hai. Câu chuyện này rồi mai cũng sẽ chẳng ai còn nhớ. Người ta sẽ nhớ mấy cái tên cúi đầu xuống, tỏ ra cảm phục và mang nợ như một sự khinh bỉ chóng qua. Điều còn lại sau đó và sự dây dứt của tôi và nhiều người cũng như tôi, đó là đạo đức con người Việt tệ đến như thế sao thời đang đi học chuyên ngành báo chí năm thứ hai môn đạo đức báo chí đầu tiên tôi nhận được đó là biết báo là để bảo vệ đảng sau bài học đó một, từ một thanh niên có hoài bão làm phóng viên đã sụp đổ hoàn toàn và những điều sau đó tôi chứng kiến ở đất nước tôi đã làm thay đổi con người tôi từ bài học đó đã gây chấn động với tôi khi hiểu rằng báo chí là phải trung thành với sự thật không có đảng phái nào có thể bẻ cong được ngòi bút. Câu chuyện hư cấu hôm nay, bác sĩ Khoa đã được phát tán tối hôm qua với những cây bút dư luận viên cao cấp lên bài tới hôm nay đó chính là lẽ bảo vệ đảng trong đạo đức ngành báo Việt Nam. Họ dựng lên câu chuyện này theo đánh giá của tôi không nằm ngoài hai mục đích. Một là làm mờ đi chuyện thiếu ống thở và xoáy quanh chuyện dưng nước mắt để che lấp yếu kém của chính phủ cũng như đảng cầm quyền ai là đánh giá sự hiểu biết của người Việt Nam như thế nào qua câu chuyện hư cấu ấy. Các viện nghiên cứu Bộ ngoại giao, công an rất cần những cuộc khảo sát này để đánh giá hết mức độ xã hội Việt Nam hiện tại và tôi tin họ đã lấy được thứ cần lấy. Một câu chuyện hư cấu vừa trái pháp luật, đó chính là hành vi rút ống thở, phạm tội giết người theo bộ luật hình sự Việt Nam, vừa trái với luân thường đạo lý vì bị người ta rút ống thở là mẹ của mình và được chia sẻ lan tỏa trên mạng xã hội một cách rất tự nhiên. Đa số là những bình luận cảm phục anh chàng bác sĩ này. Họ chia sẻ như đó là một việc làm anh hùng và đáng ca ngợi. Họ thả những bình luận có cánh, chỉ thiếu điều đòi dựng tượng đài cho bác sĩ Khoa nữa thôi. Đây là một hành vi đáng lên án, vì những lời ca tụng giết mẹ lại được chuẩn mực lên một đạo đức với sự ngưỡng mộ một xã hội mà xem việc giết mẹ mình bình thản để thả lai like, thả tin như thế thì đây là xã hội gì xã hội văn minh đạo đức như ông tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định ư dẫu biết rằng ta không thể trách họ cả những người viết những lời ca ngợi họ mặc dù họ thuộc tầng lớp có ảnh hưởng trên xã hội có người là nhà khảo cổ y tín có người là cựu tổng biên tập một tờ báo thanh niên có người là hoạt động xã hội trong lĩnh vực xây nhà chống lũ tất cả họ đều là sản phẩm của lối giáo dục mang nặng một chiều của xã hội chủ nghĩa nếu như câu chuyện rút ống thở này được viết tại mỹ hay châu âu thì anh bác sĩ kia sẽ bị chỉ trích và lên án năm ngoái tại nhật bản một bác sĩ đã trợ tử cho một bệnh nhân nan y lập tức bị công luận lên án và chỉ trích hành động vô cùng tàn ác ấy và cảnh sát đã bắt giữ câu chuyện bác sĩ khoa sẽ khủng khiếp hơn vì người bị rút ống thở là mẹ mà chưa có sự đồng ý của ai thế nhưng cả xã hội lại ca ngợi hành động đó là như anh hùng tại vì sao tại vì mỹ châu âu hay nhật bản được giáo dục trên tinh thần khai phóng trong quá trình học học sinh được dạy môn học đặt vấn đề trước vấn đề gì cũng phải đặt câu hỏi vì sao phải thế này vì sao phải thế nọ triết lý giáo dục khai phóng và nhân bản là triết lý làm cho con người hướng thiện còn ở Việt Nam, bạn chỉ thấy điều vô lý, hỏi ngược lại lập tức vì bị đó xem là phản động. Vì lối giáo dục áp đặt, duy ý chí và một chiều, nên đứng trước câu chuyện vi lý như bác sĩ Khoa như sự vô thức mà chẳng một ai đặt câu hỏi tại sao bác sĩ Khoa lại làm như thế, mà không phải là tìm thêm ống thở hay là đòi hỏi chính phủ cấp thêm ống thở. Chưa kể toàn những nhân vật Facebooker tích xanh và cúi đầu cảm phục. Thật khủng khiếp, Giáo dục một chiều áp đặt là làm cho con người xa rời cái thiện Khi gặp cái ác vẫn dừng dưng Thậm chí còn ca ngợi như chủ nghĩa anh hùng Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Nhìn từ câu chuyện bác sĩ hư cấu tên khoa Nguồn tin từ tác giả Phạm Minh Vũ đến đây là kết thúc Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.